này ba bò có đệ tử dân nước tận miệng rồi nè cả nhà bữa nay thì hoa sẽ kể tiếp câu chuyện ngày hôm qua sau khi mà đi tham quan nông trại cú nha không biết mọi người đi du lịch thì sao chứ nhà hoa mỗi lần đi du lịch là giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hết luôn buổi sáng thì chín mươi giờ mới ăn sáng còn buổi trưa thì một hai giờ chiều mới ăn tại vì ăn sáng trễ xong rồi lại máy chơi nữa nên là cũng không biết đó là gì luôn á nói vậy thôi chứ đi tham quan đi bộ nhiều cũng mệt lắm cả nhà cũng may mà anh xã hoa ông kiếm được cái quán cơm ba mẹ con này ăn vừa mới hết sức buổi trưa nắng nóng đang ngán cơm mà ở quán có cái món thịt ba chỉ lụa ăn kèm cà pháo cho mắm tôm với cái món dưa gém ăn cực kỳ bắt cơm luôn á có cả canh chua cá ba rau lổ chấm kho quẹt và cả rau rừng xào nữa tính ra là anh xã hoa ông chọn thực đơn cũng khéo quá ha món nào ăn cũng đưa cơm hết luôn đó cả nhà nhà bạn nào mà có con nhỏ thì chắc là thấy cái cạnh này quá quen thuộc rồi ha hai vợ chồng đi đâu ăn là cũng phải một đứa ăn rồi một đứa phải tranh thủ vừa ăn vừa đút cho con như vậy á mọi người nhìn xem hai giờ chiều mà quán cũng đông khách du lịch tới ăn quá nè hiện tại thì quán còn đang sửa chữa chắc là sắp tới mọi người đi thì sẽ rộng hơn á ở đây có cái món nước sâm hạt chi ngon lắm nếu mà có tới đây thì mọi người nhớ thử nha nghe bảo là ở đà lạt có quán trà sữa phê la có vườn bông màu tím mọi người đến check in nhiều lắm nên là mẹ con hoa cũng bon chen nè trời ơi, phải nói là ở ngoài cái vườn bông này nó đẹp cực kỳ luôn đó mọi người họ có chụp mấy cái tấm hình ivy dễ thương lắm đang trên trang cá nhân mọi người đã xem chưa? Đã kết công đi tới đây rồi, chẳng lẽ chụp một vài tấm hình sống ảo rồi về nên là mấy chị em lại rủ nhau mua trà sữa uống nè. Hoa rất là thích uống trà sữa nhưng mà bị một cái là uống trà sữa xong không có ngủ được nên là phải dành ít trà. Khúc này là Hoa đang kiếm cái ly trà sữa ít trà của Hoa đó mọi người. Em vì thấy trà sữa là cũng mê lắm nhưng mà đòi cắm ống hút vô cho mẹ uống chứ đâu có chịu uống đâu tại vì buồn ngủ quá mà.